dẫn tự học, văn bản, sự giàu đẹp của tiếng Việt, tác giả Đặng Thái Mai. Nội dung bài học sẽ đi qua các phần: tìm hiểu chung, phân tích và tổng kết. Trước tiên, cô giới thiệu qua ý nghĩa của một số ký hiệu sau để học sinh thuận lợi trong việc tiếp thu bài học. Ví dụ như khi các bạn nhìn trang slide có ký hiệu sau. Nghĩa là các bạn cần phải viết bài vào vở bài học. Hay như ký hiệu ở dòng thứ hai. Các bạn cần làm phần luyện tập này vào vở bài tập. Và đặc biệt, sau khi kết thúc tiết học, nếu có những thắc mắc, cần phản hồi, cần trao đổi thêm, các bạn có thể liên hệ với giáo viên bộ môn của lớp mình. Tiếp theo, chúng ta đi vào phần tìm hiểu chung, giới thiệu đôi nét về tác giả và tác phẩm. Mời các bạn quan sát hình sau. Đây chính là chân dung của nhà văn Đặng Thái Mai. Đặng Thái Mai là nhà giáo, nhà nghiên cứu khoa học, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng. Ông còn được biết đến là nhà giáo, nhà nghiên cứu khoa học. Về đoạn trích chúng ta được học, sự giàu đẹp của tiếng Việt là phần đầu của bài nghiên cứu Tiếng Việt, một biểu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc văn bản. Sự giàu đẹp của tiếng Việt. Người Việt Nam ngày nay có lý do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình và để tin tưởng hơn nữa vào tương lai của nó. Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay. Nói thế có nghĩa là nói rằng tiếng Việt là một thứ tiếng hài hòa về mặt âm hưởng, thanh điệu mà cũng rất tế nhị, uyển chuyển trong cách đặt câu. Nói thế cũng có nghĩa là nói rằng tiếng Việt có đầy đủ khả năng để diễn đạt tình cảm, tư tưởng của người Việt Nam và để thỏa mãn cho yêu cầu của đời sống văn hóa nước nhà qua các thời kỳ lịch sử. Tiếng Việt, trong cấu tạo của nó, thật sự có những đặc sắc của một thứ tiếng khá đẹp. Nhiều người ngoại quốc sang thăm nước ta và có dịp nghe tiếng nói của quần chúng nhân dân ta đã có thể nhận xét rằng tiếng Việt là một thứ tiếng giàu chất nhạc. Họ không hiểu tiếng ta và đó là một ấn tượng của người nghe và chỉ nghe thôi. Tuy vậy, lời bình phẩm của họ có phần chắc không phải chỉ là một lời khen xã giao. Những nhân chứng có đủ thẩm quyền hơn về mặt này cũng không hiếm. Một giáo sĩ nước ngoài. Chúng ta biết rằng nhiều nhà truyền đạo Thiên Chúa nước ngoài cũng là những người rất thạo tiếng Việt, đã có thể nói đến tiếng Việt như là một thứ tiếng đẹp và rất rành mạch trong lối nói, rất uyển chuyển trong câu kéo, rất ngon lành trong những câu tục ngữ. Tiếng Việt chúng ta gồm có một hệ thống nguyên âm và phụ âm khá phong phú. Tiếng ta lại giàu về thanh điệu. Giọng nói của người Việt Nam ngoài hai thanh bằng, âm bình và dương bình còn có bốn thanh chắc. Do đó, tiếng Việt có thể kể vào những thứ tiếng giàu hình tượng ngữ âm như những âm giai trong bản nhạc trầm bổng. Giá trị của một tiếng nói cố nhiên không phải chỉ là câu chuyện chất nhạc, là một phương tiện trao đổi tình cảm ý nghĩa giữa người với người. Một thứ tiếng hay trước hết phải thỏa mãn được nhu cầu ấy của xã hội. Về phương diện này, tiếng Việt có những khả năng dồi dào về phần cấu tạo từ ngữ cũng như về hình thức diễn đạt. Từ vựng tiếng Việt qua các thời kỳ diễn biến của nó tăng lên mỗi ngày một nhiều.
ngữ pháp cũng dần dần trở nên uyển chuyển hơn, chính xác hơn. Dựa vào đặc tính ngữ âm của bản thân mình, tiếng Việt đã không ngừng đặt ra những từ mới, những cách nói mới hoặc Việt hóa những từ và những cách nói của các dân tộc anh em và các dân tộc láng giềng để biểu hiện những khái niệm mới, để thỏa mãn yêu cầu của đời sống văn hóa ngày một phức tạp về mọi mặt kinh tế, chính trị, khoa học, kỹ thuật, văn nghệ. Chúng ta có thể khẳng định rằng cấu tạo của tiếng Việt với khả năng thích ứng với hoàn cảnh lịch sử như chúng ta vừa nói trên đây là một chứng cớ khá rõ về sức sống của nó. Cô mời các bạn học sinh mở sách giáo khoa trang 37 để cùng cô khai thác phần đọc hiểu văn bản. Với câu hỏi 1, chúng ta sẽ đi tìm lời đáp cho bố cục của bài và ý chính của mỗi đoạn. Trên đây, cô gợi ý văn bản được chia làm hai phần như sau. Phần 1 gồm đoạn 1 và đoạn 2, qua đó tác giả nhận định tiếng Việt là thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay. Sang đến phần 2, được thể hiện ở đoạn 3, tác giả đã chứng minh với chúng ta về vẻ đẹp và cái hay của tiếng Việt về mặt ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp. Có thể nói, ý nghĩa nhan đề cũng chính là một luận điểm quan trọng của bài này. Song song đó, ngay ở phần 1, tác giả đã nêu lên luận điểm tổng quát được thể hiện qua câu văn. Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay. Chắc hẳn tác giả mong mỏi thuyết phục mọi người có thể tin tưởng nhìn nhận được vẻ đẹp giàu có, đẹp đẽ của ngôn ngữ tiếng Việt. Nhưng để có thể làm được điều ấy, ông cần phải đưa ra những chứng cứ và sắp xếp những chứng cứ ấy thật thuyết phục. Và quả thật, ông đã thể hiện phân tích những đặc sắc của tiếng Việt qua những khía cạnh sau. Vẻ đẹp của tiếng Việt được thể hiện ở sự hài hòa về mặt âm hưởng, thanh điệu. Hay như, cái hay của tiếng Việt còn có thể thấy trong sự uyển chuyển trong cách đặt câu, dùng từ. Và tiếng Việt còn giàu và đẹp, đặc sắc là bởi lẽ tiếng Việt hoàn toàn đủ khả năng diễn tả tâm tư, tình cảm của con người Việt Nam. Tiếng Việt song hành cùng với những thành tựu trong đời sống, văn hóa, xã hội làm nên bản sắc đậm đà của dân tộc Việt Nam ta. Dường như tình cảm sâu nặng của người con nặng tình với quê hương đã giúp cho văn bản nghị luận sự giàu đẹp của tiếng Việt trở nên giàu cảm xúc hơn. Mặt khác, từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, tác giả Đặng Thái Mai đã chứng minh vẻ đẹp, sự phong phú của tiếng Việt qua nhiều phương diện một cách đầy khách quan. Sự giàu có và khả năng phong phú của tiếng Việt đã thể hiện ở những khía cạnh như, trước hết, tiếng Việt có hệ thống nguyên âm và phụ âm phong phú. Kế đến, tiếng Việt có đến tận 6 thanh điệu, đó là thứ tiếng giàu hình tượng ngữ âm như những âm gia trong bản nhạc trầm bổng. Mặt khác, tiếng Việt có khả năng dồi dào về phần cấu tạo từ ngữ, cũng như về hình thức diễn đạt từ vựng. Tiếng Việt qua các thời kỳ đã tăng lên mỗi ngày mỗi nhiều. Kế đến, tiếng Việt không ngừng đặt ra những từ mới, những cách hiểu mới, cách nói mới. Sử dụng ngôn ngữ của các dân tộc anh em, láng giềng để biểu thị khái niệm mới nhằm đáp ứng nhu cầu giao tiếp hàng ngày. Cuối cùng, đoạn trích nêu lên một kết luận rất cô đúc. Tiếng Việt thật sự đẹp, hay và đặc sắc. Bài học đã đến phần tổng kết. Cô muốn lưu ý với tất cả các bạn,
Để có thể viết văn nghị luận tốt, các bạn hãy học hỏi các lập luận chặt chẽ, sử dụng dẫn chứng tiêu biểu có sức thuyết phục cao. Riêng về nội dung của văn bản Sự giàu đẹp của tiếng Việt, chúng ta cần lưu ý những ý chính sau thuộc phần ghi nhớ trang 37 sách giáo khoa. Bằng những lý lẽ, chứng cứ chặt chẽ và toàn diện, bài văn đã chứng minh sự giàu có và đẹp đẽ của tiếng Việt trên nhiều phương diện, ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, tiếng Việt với những phẩm chất bền vững và giàu khả năng sáng tạo trong quá trình phát triển lâu dài của nó là một biểu hiện hùng hồn sức sống của dân tộc. Phần này, các bạn chép vào tập bài học nhé! Ta sang đến phần luyện tập. Luyện tập 1. Các bạn hãy theo dõi trên màn hình. Cô gợi ý và có điều chỉnh đôi chút. Việc thứ nhất, các bạn hãy sưu tầm, ghi lại hai ý kiến nhận định nêu bật được sự giàu đẹp và phong phú của tiếng Việt. Việc thứ hai, các bạn hãy viết đoạn văn 5 đến 7 dòng để thấy được trong nhận thức tình cảm của các bạn đã dành một nơi thật là thiêng liêng cho tiếng Việt thân yêu. Luyện tập 2. Tìm 5 dẫn chứng thể hiện sự giàu đẹp của tiếng Việt về ngữ âm và từ vựng. Trong các bài văn thơ đã học hoặc đọc thêm ở các lớp 6-7, về bài tập này, cô có sự gợi ý. Các bạn hãy tìm những câu thơ, câu văn có sự hài hòa về gieo vần, tạo nên sự trầm bổng, du dương. Hay như ở một số câu thơ, câu văn mà ở đó các bạn cảm nhận sâu sắc được những từ ngữ đắt giá, giàu tính gợi hình. Học sinh dừng tại đây.
Cô chúc các bạn luôn chăm ngoan và học tốt nhé.